Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Shop Mỹ phẩm Trọng Thủy. Hôm nay Shop Mỹ phẩm Trọng Thủy mình xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn sản phẩm kem trị nám tàn nhang và đòi mồi rất là tốt, rất là hiệu quả và rất là an toàn đối với làn da của các bạn, đối với các bạn nữ mà bị nám tàn nhang đòi mồi hoặc là da bị sạm đen, thì cái thương hiệu kem trị nám Kawai này sẽ giúp các bạn có một cái làn da hết nám, trắng mịn và trẻ trung trở lại. Thì đây là kem trị nám thương hiệu Kawai nha các bạn. Đây là dòng sản phẩm cao cấp có xuất xứ nguồn gốc Nhật Bản mà shop mình trực tiếp nhập về để cung cấp và bán cho bên ngoài thị trường. Sản phẩm rất là tốt, có công dụng trị nám cực kỳ hay và hiệu quả, đặc biệt là an toàn và không có làm hại cho da mặt. Sản phẩm đã được người tiêu dùng tín dụng và sử dụng rất là nhiều, rộng rãi, nên đem lại cái hiệu quả trị nám rõ rệt. Vì thế mà sản phẩm đang bán rất là chạy và rất là thịnh hành trên thị trường. Cửa hàng mình trực tiếp nhập khẩu và phân phối bán ra bên ngoài thị trường để cung cấp cho các bạn có một cái sản phẩm kem trị nám và tàn nhang đòi mồi đốm nâu tốt. Sau đây mình sẽ khui hộp và mở sản phẩm cho các bạn xem nha. Kem có trọng lượng là 20g nha các bạn. Made in Japan và hạn sử dụng là 2021. Thì sau đây mình sẽ khui cái sản phẩm cho các bạn xem. Các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm kem trị nám Kawai, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình. Mình sẽ để với phần mô tả. Đây là cái hộp kem, bên trong kem hộp trị nám Kawai. Kem bao bì mẫu mã nó thiết kế rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ khui cái sản phẩm cho các bạn xem. Đây là kem trị nám Kawai. Kem rất là mềm mịn. Thì bên shop mình hiện đang có chính sách bảo hành đối với khách hàng sử dụng kem trị nám Kawai. Thì các bạn mua kem trị nám Kawai này hãy yên tâm sử dụng và cảm nhận cái hiệu quả sau thời gian 1 tuần tới 10 ngày sử dụng. Nếu các bạn sử dụng có vấn đề gì đó không hài lòng hoặc là không hiệu quả hoặc có vấn đề gì không hợp với da mình, thì shop mình có chính sách bao đổi trả sản phẩm cho các bạn. Chính vì thế các bạn hãy yên tâm mà sử dụng. Giá của sản phẩm này là 295k. Các bạn nếu mà có nhu cầu mua sử dụng để mà có một làn da không còn bị nám, không còn bị sạm đen nữa, thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Mình sẽ để với phần mô tả. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn có một ngày mới thật vui vẻ.